Nhà xin mời chào quý cô bác anh chị em. Lên đến đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhé. Thì vừa qua chúng ta cũng đã chứng kiến được Tuyết Nhung đứng trên sân khấu Paris by Night biểu diễn một cách rất là chuyên nghiệp và được tất cả những ca nghệ sĩ đình đám tại Paris by Night số 133 dành cho em những cái lời khen. Và thật sự để nói, trong thời gian sắp tới đây, lịch diễn của hậu duệ cố ca sĩ dày đặc và kín mít. Có rất là nhiều quý cô chú anh chị em lên tiếng và hỏi rằng là tại vì sao chị Wendy Phạm đã bay về bên Việt Nam rồi mà Tuyết Nhung lại còn phải ở bên Mỹ. Thì theo như quý nhà biết là sáng nay Tuyết Nhung đã đến chia buồn cùng với lại cô Marito trong cái sự ra đi của bác Lai. Và Tuyết Nhung đại diện cho đại gia đình của cố ca sĩ cũng giống như là đại diện cho chị gái của mình ở lại bên Mỹ để tiễn bác Lai trong chặng đường cuối cùng này. Cho nên rằng là Tuyết Nhung sẽ bay về sau, còn chị Wendy Phạm phải bay về bên Việt Nam sớm nhất có thể. Bởi vì chị ấy về khi thật sự là cần thiết, về khi có một cái câu chuyện rất là đặc biệt làm sáng tỏ cái sự ra đi của người mẹ quá cố của chị và những người có liên quan trong cái sự việc này. Về vì chị ấy được mời, cho nên rằng là hiện tại bây giờ ai đó mà cảm thấy là khó chịu hay là cảm thấy rằng ganh tị với Tuyết Nhung thì cũng nên buồn từ từ rồi đó. Trong suốt cái chặng đường vừa qua, phía bên gia đình của họ đã nhẫn nhịn và tha thứ rất là nhiều. Nhưng tiếc thay rằng là những người đó, người ta chưa hề biết cái sai của mình nó ở chỗ nào để có thể là dừng lại. Và hiện tại bây giờ thì không có bất kỳ một cái cơ hội nào nữa rồi. Thời gian vừa qua thì quý cô chú anh chị em cũng đã nghe những cái câu chuyện thiêu dệt nói rằng là chị Diễm Phạm tại vì sao không đòi lại cái công bằng, cái công lý cho cố ca sĩ. Thì đến ngày hôm nay cũng đã có một cái câu trả lời và một câu giải đáp cho tất cả mọi người biết. Không phải rằng là người ta im lặng là người ta có thể là bỏ qua cái câu chuyện này đâu. Người ta im lặng vì có rất là nhiều cái điều quan trọng cần phải giữ kín cho đến phút cuối. Cho nên rằng á, những người mà ở bên ngoài người ta đâu có thể nào người ta hiểu được tường tận sâu trong đại gia đình của cố ca sĩ đâu. Và cái vấn đề mà chị Diễm Phạm im lặng cũng là một trong những cái điều mà chị ấy phải chịu đựng. Bởi vì sao? Bên cạnh của chị ấy còn có chị Wendy Phạm. Chị Wendy Phạm sẽ là một trong những người sẽ đứng ra và giải quyết hết tất cả mọi việc. Cho nên rằng im lặng để chờ ngày, im lặng để chờ một cái gì đó được gọi là sáng tỏ. Lúc mà cố ca sĩ vừa mới ra đi á, thì mình nghe đâu phía bên đại gia đình của cố ca sĩ cũng đã từng liên hệ với anh Cờ và khuyên anh Cờ rằng là bây giờ cái cuộc sống của em hãy cố gắng để có thể là lo cho gia đình của em, tại vì hạnh phúc trong gia đình nó luôn là nhất. Cho nên rằng không cần vì cái vấn đề này, vấn đề kia hay là có nhiều người người ta thương cố ca sĩ, người ta sẽ lên tiếng, người ta nói thế này thế nọ về anh Cờ. Người ta khuyên nhủ hết lời, người ta cho anh Cờ một cái cơ hội và một cái con đường lùi. Vì người ta luôn nghĩ đến một cái tình, một cái nghĩa. Dù gì đi chăng nữa thì anh Cờ cũng đã từng sống trong gia đình của cố ca sĩ và cũng đã từng được cố ca sĩ thương rất là nhiều. Cho nên người ta không bao giờ muốn làm cho bất kỳ một ai tổn thương cả. Ngay kể cả chị Diễm Phạm cũng đã từng lên tiếng và nói rằng là bản thân của chị ấy luôn mong muốn anh Cờ sẽ có được một cái cuộc sống tốt, vì anh ta còn có một cái tương lai, cái chặng đường ở phía trước. Cho nên rằng là mình không thể nào mà mình làm cho anh ta phải bị suy sụp cả. Nhưng mà tiếc thay là theo như những lời của chị Ngọc La La đã từng lên tiếng và khẳng định rằng là bản thân của anh Cờ là cái người bị hại. Vì chị ta luôn dồn hết tất cả những cái điều sai lệch để dắt mũi tất cả quý cô chú anh chị em đi theo một cái chiều hướng được gọi là tiêu cực, để nghĩ sai
cho một cái người tần tảo nuôi tận 23 người con và nuôi luôn cả gia đình của anh Cờ. Những cái sự im lặng, những cái sự chịu đựng của cô ấy đáng lẽ ra nó phải được tôn trọng, nó phải được nhận lại với biết bao nhiêu là cái tình thương, thay vào là những cái lời trách móc và những cái lời đơm đặt để bịa chuyện. Để rồi chính giờ đây, khi không còn một cái từ ngữ nào để có thể là diễn tả được cái sự chịu đựng đó, thì người ta buộc phải làm những điều mà người ta cần nên làm. Dạ vâng, hiện tại bây giờ thì những cái câu chuyện nó cũng đã dần được sáng tỏ rồi. Cho nên rằng là chỉ mong trong thời gian sắp tới sẽ có được những cái điều tích cực từ phía bên đại gia đình của cố ca sĩ, và sẽ có những cái chuỗi ngày thật sự là bình yên, không còn những cái lời thóa mạ, không còn những cái lời thiêu dệt và bịa chuyện thêm bất kỳ một lần nào nữa. Và Quýnh Nhà nghĩ rằng là hiện tại bây giờ sẽ có rất là nhiều quý cô chú anh chị em cũng cảm thấy rất là phấn khởi, bởi vì gần một năm vừa qua họ đã thay cho cố ca sĩ nghe những cái lời đàm tiếu, dù rằng là người ta cảm thấy khó chịu, người ta cảm thấy rằng là đó không phải là cái câu chuyện thật, nhưng không biết làm sao để có thể là giải bày. Thì ngày hôm nay cũng đã dần dần có được những cái câu trả lời thích đáng rồi đó quý cô chú anh chị. Đâu có phải rằng là một cái người bận rộn giống như chị Wendy Phạm có thể là bay về bên Việt Nam tức tốc đến như vậy mà không có một cái sự kiện nào. Cho nên rằng là mình cứ chờ thêm, không có lâu nữa đâu ạ. Câu chuyện của cô cuộn cuộn ra ánh sáng thì tất nhiên rằng là anh Cờ và chị Ngọc Lê La cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước những gì mà họ đã từng làm. Và quý cô chú anh chị em biết không, hậu vệ của cố ca sĩ á, luôn làm theo những điều mà cố ca sĩ đã từng dạy: đi chậm mà đi chắc. Thà ví dụ như hiện tại bây giờ mình không có nhiều tiền, những cái show diễn của mình nó không có nhiều, nhưng từng cái bước đi của mình sẽ là những cái điều chắc chắn. Mỗi lần đi là mỗi lần tên tuổi của mình sẽ được đánh dấu. Cho nên hiện tại bây giờ Tuyết Nhung đã có được một cái chỗ đứng vững chãi rồi đó. Tại vì bên phía trung tâm hải ngoại, người ta đã nhận đỡ đầu cho ba hậu duệ của cố ca sĩ rồi. Người ta có mối thân tình rất là nặng đối với cố ca sĩ. Cho nên rằng là cho dù bất cứ có một cái sự cố nào thì họ sẽ vẫn luôn là một cái chỗ dựa vững chắc cho hậu duệ của cố ca sĩ bước vào con đường sự nghiệp ca hát. Và trong thời gian sắp tới đây, nghe đâu là Tuyết Nhung, Quỳnh Trang và Thiên Ngân sẽ có rất là nhiều cái lịch diễn liên tục và liên tiếp cho đến cuối năm luôn. Cho nên rằng đây là những cái bước ngoặt khởi sắc của hậu duệ cố ca sĩ. Không cần phải màu mè, không cần phải khoe mẽ. Đôi lúc rằng là mình phải lựa chọn một cái con đường, dù nếu như tiền cachet của mình ít, nhưng 5 năm nữa, 2 năm nữa hay là 3 năm nữa, tên tuổi của mình nó sẽ vang dội. Và từ đó mình sẽ có cái nguồn cơn kiếm được nhiều tiền hơn mà không cần phải khoe. Tại vì nghệ sĩ mà chuyên nghiệp, nghệ sĩ mà đình đám, người ta không bao giờ mà người ta khoe khoang tiền cachet của tôi 200 triệu đồng trên show diễn, hay là tôi đi cái show diễn này là được người ta cho quà, cho tiền, cho bạc, cho vàng, cho này nọ các kiểu. Đó là những cái câu chuyện rất là thiển cận, chỉ có những cái người mà choi choi người ta mới thể hiện cái bản năng, cái bản chất của mình là như vậy thôi. Còn đối với những người chuyên nghiệp, người ta âm thầm và lặng lẽ, cho dù người ta có cho hay là người ta có quý, người ta có thương mình đi chăng nữa, mình cũng để ở trong lòng, mình không cần thể hiện ra. Và mình thể hiện ra để làm gì? Để cho những người mà người ta kỳ cựu á, những ông bầu show đình đám, người ta sẽ đánh giá rằng là cái thực lực thì nó có hạn, nhưng mà cái thủ đoạn thì nó có thừa. Cho nên người ta sẽ không bao giờ mà quan tâm đến những cái người mà luôn chứng tỏ rằng là mình luôn lấy đi cái sự thương hại của rất là nhiều quý mạnh thường quân như vậy đâu. Dạ vâng, thì hiện tại bây giờ chúng ta đã đợi gần một năm vừa qua rồi, thì chúng ta đợi thêm một ít thời gian nữa thôi, thì cái câu chuyện nó cũng sẽ dần dần được sáng tỏ, và những điều mà chúng ta mong đợi nó cũng sẽ dần dần đến.
Ok, cái đoạn video này cùng Quýnh Nha thì xin kết thúc tại đây. Mấy chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này cùng Quýnh Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Mấy chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái đoạn video tiếp theo ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.